Này lúc đó, ví dụ như mình mới có mụn á, mà mình đi lấy mụn sớm á thì nó sẽ không có bị xảy ra tình trạng mà sẹo nặng như vậy á.
da nó dầu quá nha. Để chị xem này, cái này nó cũng còn sẹo, nó cũng bị sẹo hết rồi em ạ, nhưng mà nó vẫn còn mụn này. Chị khó xin nha. Ơi, ở đây. Thật nhé, Thành hả? Tự dưng bữa qua cái đi về mất tiêu rồi, đi xuống không thấy đâu hết. Hỏi mấy đứa nó, chị Thanh đi về rồi. Chị chuyển được cũng mấy tháng rồi. Nhưng mà cũng hả? Cũng cực lắm nè. Cởi cái áo này, chị xem. Cởi cái áo.